Được cái nhiều nhà cấm mỡ thì trường chết rồi. Mùa đầu năm là có măng vầu, vua của các loại măng. Măng này có thể ăn được luôn mà không cần luộc đi luộc lại các kiểu. Đây này hỏi ăn sống được à? Ăn đây đây đây. Đâu quay quay cảnh ăn cái nào? Cái này ngày xưa bảo là măng củ măng củ đề. Măng củ ông đề. Đâu, nước về sớm. Măng củ ông đề là. Ba là để con áo khô nhá, để ba cho là bỏ tay người ta. Tại vì ông đi đi bán măng mà ai cũng hỏi măng củ đúng không? Măng này thì củ lấy đâu ra nhiều? Ông đi bán măng nứa đó, để măng củ. Đúng rồi, thì lấy đâu ra củ khổ thế. Măng này măng này là măng vầu, măng này là gì gọi là lành. Không hăng không ấy mấy. Mình đào trực tiếp từ đồi về thái luôn như này. Đào xuống sâu dưới lòng đất là khoảng 3 mét. 30 cm. Nhưng mà phải nói là để mà măng ngon nhất ấy là chỉ có nhú cái ngọn lên nhìn thấy là mình đào xuống là ngon nhất. Ở trong ấy của anh có video đi đào măng. Ừ đấy, đào măng mà đào cổ vật đấy. Đó chính là đi đào măng này mà hôm nay ta có cái video ngắn là đi đào măng mà nhặt được mấy quả trứng gà đấy. Măng này cứ thái thế này là xào với tỏi thôi, tuyệt vời luôn. Không xào với hành. Thế nên anh không thích ăn hành. Mày măng này mày thích ăn mày thích ăn hành thì ăn. Sao cùng gì hả chị? Có nhận măng này xào trong mùi tàu ấy. Ừ đấy đấy đấy. Đây là ông bảng trưởng bản. Bảng thôi, hết trưởng bản rồi. Bây giờ là trưởng ba trưởng nhà thôi. Ông ơi, mày sắp bỏ quần áo. Ai à? Cái gì đây? Đằng sau có chữ gì đấy? Taekwondo Linh Đàm à? Áo xin được à? Áo Nhật mod à? Chứ mày thì Taekwondo cái gì? Măng này tuyệt vời. Măng này là ngon. Đầu năm cứ nghe có tiếng sấm, tức là có mưa là đất nó mềm, bắt đầu là ở các vườn vầu là rễ cây nó lan ăn rất là xa, bắt đầu nó mọc lên măng. Nhưng mà ví dụ như hôm nay đi đào, ngày mai đi đào lại có. Nhanh lắm. Măng này là măng củ đề. Thái tất chỗ này. Ai muốn liên hệ mua măng thì gặp bà ớt. Xào hết à? Măng này bà ớt cho. Măng này hôm nay không được đi đào, hôm nay mà bà ớt cho. Để còn bóc cho luôn. Hiện tượng là bà sợ sáng lên cỏ bà lấy mất nhiều quá. Đây là đang quay phim cho lên YouTube cho bà cả vỡ ớt xem đấy nhá. Bà bá đào luôn cho, nó cho luôn, thế là trắng luôn khỏi. Phải bà mới tìm được chứ, mùa năm nay mất mùa có đâu. Nếu mọi năm ấy là mùa Tết xong nó mưa nhiều là bạt ngàn đi về đi tìm thì rất là thích, nhưng mà bây giờ cái đấy già bỏ đi. Thái cái này là thái mỏng nó ngon. Có mỗi con dao này của ông Bảng mới thái được mỏng, chứ còn ngoài ra những cái con dao kia thái già. Dao này thì lại xuất phát từ là miền Trung. Bây giờ ở đây nó cũng bán hả bố? Bây giờ đầy khối à. Thế à? Ngày xưa chỉ có miền Trung. Nhưng mà ở đây nó oặt quẹo lắm. Nhưng năm bao nhiêu ấy nhở mà bắt đầu thấy có dao này mà giới thiệu ra nhỉ? Dao này là thái, là người ta nuôi lợn nhiều, người ta 96. Đấy, mà 95 96 con mới có 6 tuổi. Dao này là 5 6 tuổi mà đợt về về lần đầu ấy nhỉ. Nhớ là đợt năm mình mưa to ghê cơ. Có một con dao này đấy. Toàn thái chuối đấy. Đấy. Nhưng bây giờ nâng cấp lên đấy rồi. Còn lần về đêm tao ở chả biết nhà chỗ nào, sáng vào đây chả chỗ này là nhà của Huyền biết. Gì dựng cảnh. Đi qua ruộng đấy gì. Một lần về là hai bố con vào phố Văn Phở hàng mới về. Quay lại. Đi qua rồi. Đó, là thôi, biết hàng sáng nó về thì làm gì đâu, lên vườn nó lục thì thà đưa cho nó luôn đỡ lục. Lục thì còn hết nhiều hơn nữa. Ăn nhiều, nói chung là bà đi tìm mùa này, bà đi tìm mới thấy, tại vì nó chỉ nhú lên bằng mấy cái đốt ngón tay thôi, chứ còn nếu mà nhiều thì tao cứ cây bằng đầu tao cứ cây gọi là cao, cây nào mà cắm que vào ấy đào nó nhanh, người ta đánh dấu sẵn đâu rồi. Cứ cây cắm que là cái cây mà để giống.
Một cái này vườn nhiều thế, chạp gì nhỉ? Mỗi năm để ý. Ngày xưa cái cây vầu này là người ta hay làm đũa này. Nhưng mà đũa vầu thì hơi kém đúng không? Đũa phải luồng hoặc là gì đấy đúng không? Vầu ở Bắc Nga làm. Ngày xưa sản xuất nhiều lắm luôn. Sản xuất từ... Ây da! Bẫy. Sản xuất xong là cắt về, lấy cây vầu về cắt ra đúng chiều dài, xong bổ ra, xong cho vào máy bắn tách 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 ra từng cái đũa. Thế xong bắt đầu lấy bào bào gọi là, xong lại còn làm gì nữa, cho mịn à? Xong cho vào cái máy để sóc. Xong vào cho vào máy sóc để cho nó mịn đúng không? Xong là lại mang ra sấy à? Không, mang ra nhúng đỏ một đầu đúng không? Nhúng cái sơn này gì đây? Sơn đồng sấy. Đỏ một đầu không sấy, nhưng mà thường thường là ngày xưa chưa có máy là mang đi phơi chứ. Trải bạt ra ở quanh quanh đấy là phơi, chiều chiều đi thu đũa xếp. Thế xong là đóng vào từng bao nhiêu mấy chục một à? Thế xong bán có mấy trăm đồng một cái. Mấy trăm đồng một đôi. Chẳng ăn thua lắm nhỉ. Thế mà nó xây được nhà tầng. Rồi. Tí nữa vào đến khâu xào măng thì mình quay tiếp nhá. Thái hơi lâu. Măng sau khi thái đây. Đấy. Đấy. Vâng vâng, để tí em xem cho. Đấy, sau khi măng thái nhỏ ra. Ướp muối. Măng á? Măng thái nhỏ ra ướp muối á? Đấy, ướp chút. Cho, thì đang nặng thì cũng cho luôn vào đúng không? Cho. Nó mềm, nó xào với mềm. Ừ. Và xào mỡ lợn thì ngon hơn xào với dầu đúng không? Xào mỡ lợn ngon hơn xào dầu. Măng cho muối các thứ vào ướp. Thứ nhất là nó ngấm, thứ hai nó mềm này. Sau khi mà ướp như này thì mình cho vào xào với mỡ thôi. Bao giờ nếm mà ăn thì ăn được thì ăn. Mà cho tỏi nhỉ? Tỏi tí nữa cho vào tỏi. Ấy đúng không? Xào sắp xong thì mới cho tỏi vào để tỏi nó còn vị thơm. Nếu mà cho tỏi vào trước quá thì nó hết mất vị thơm. Đó, măng đây. Măng rừng. Người ta hay bảo là tươi ngon. Tại vì sao lại có câu tươi ngon? Tại vì tươi nó mới ngon. Ôi đi, nó không ngon nữa. Măng cũng thế chứ. Nếu mà măng mua ở chợ thì không ngon bằng đâu. Mỡ lợn. Khoét một nửa muôi cho vào chảo. Rồi biết rồi, bây giờ. Đấy, bây giờ cho mỡ lợn chảy ra là bắt đầu là cho măng vào thôi. Xào dùng chảo to to đảo cho nó đã đây mà nó chín đều. Cho măng này nhiều này. Nhỉ? Yeah. Còn đấy, phải đưa vào đâu. Để đi cất cái này đã. Đó. Nằm vào đó. Cái hộp cá cái quán không? Cho vào có tí đấy. Cho vào đảo. Nhiều món ăn quá. Mà nếu nhiều cá quá rồi thì thôi. Cho đi mai, sáng mai ăn. Mai chẳng có. Sáng mai cũng được. Mai dậy được cơm ăn lên. Đảo đều. Tí nữa cho thêm lá ra mùi tàu à? Có ấy chưa? Có tỏi chưa nhỉ? Không kèm tỏi nữa. Thôi. Không có tỏi thì thôi. Ăn vẫn ngon như thường. Tỏi thì có đấy, nhưng mà ông ấy cho rau kia thì thôi. À, thôi tỏi. Tỏi ngon rồi. Tỏi luôn. Cứ thế xào, bao giờ nếm đây chín thì mang ra thôi. Món ăn miền núi sản xuất nó đơn giản ạ. Nấu nó đơn giản. Đen mà chảy thế nào. Không cần cầu kỳ lồng hoàng trình bày, ngon là được. Nên mà có cái ngọn điện ở cái tầng tí chỗ này tốt nhỉ. Có bóng ở trong kia nhưng mà nó cháu đen lắm. Cháu đen lắm, tháo rồi. Mùi tây nhỉ. Mùi tàu. Thái ra, măng chín rồi đấy. Thái ra cho vào đảo tí thôi. Rồi.
Đói quá rồi đấy. Quá ngon. Một chảo măng đầy mà tí nữa hết để mà xem. Lâu lắm rồi mùa măng năm nay có ít măng. Thôi đợi lên đĩa thôi. Và đây là kết quả măng xào. Lúc nào cho vào thì bỏ cái lại đi. Măng này hơi có vị đắng đắng. Măng cao rồi. Măng cao rồi. Măng mà mùa nào mà càng nhiều mưa nó càng dễ mọc mà đào những cái mà còn dưới đất ấy. Nó có chỗ là tuyệt vời. Mấy trăm người xem. Ây. Đây. Mấy trăm lượt người xem. À ngon quá.